Xin chào tất cả các bạn đang đến với Tech Menu của chúng tôi ngày hôm nay. Mình là Ngọc Thanh. Năm 2017 đã bước qua tháng thứ 2 và thời điểm ra mắt các mẫu flagship của các hãng điện thoại cũng gần như đang đến gần. Nhất là khi MWC 2017 sắp được khai mạc vào cuối tháng này. Apple và Samsung là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi tin đồn về iPhone 8 và Galaxy S8 được nhắc đến mỗi ngày. Vậy nếu được lựa chọn, các bạn sẽ lựa chọn ai nào? Hãy cùng chuyên mục Tech Menu hôm nay so sánh hai siêu phẩm đang rất được chào đón này nhé. Samsung và Apple từ lâu đã trở thành kình địch lớn nhất của nhau trên thị trường điện thoại di động. Cả hai cạnh tranh nhau từ doanh số bán hàng, lợi nhuận hay thậm chí là tên sản phẩm. Và khi một trong hai ra mắt sản phẩm mới, chúng ta và bạn bè xung quanh đều bàn tán về những thiết bị này. iPhone 8 và Galaxy S8 sắp được ra mắt trong vài tháng tới cũng không ngoại lệ, thậm chí còn được bàn tán nhiều hơn do những lý do đặc biệt của mỗi công ty. Đầu tiên là Samsung, hãng có một kế hoạch ấn tượng cho đợt phát hành Galaxy S8 sắp tới, cũng như mỗi năm là hai phiên bản nâng cấp của Galaxy S7 và S7 Edge. Điểm khác biệt lớn ở năm nay là việc sẽ có thêm một phiên bản S8 Plus với cái tên vừa được xác nhận là S8 Cộng, với màn hình lớn 6,2 inch, độ phân giải 4K, sở hữu camera kép và hỗ trợ Bud S Pen. Ý tưởng ở đây là Samsung cần một thiết bị có thể tiếp tục thỏa mãn người dùng sau thảm họa với Note 7, khiến hãng mất 95% doanh thu trong quý 4 năm ngoái. Vì có nhiều phiên bản S8 có kích thước màn hình khác nhau, cũng giúp Samsung tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tất nhiên là chúng đều được trang bị màn hình cong Edge đã trở nên phổ biến và được yêu thích từ thời Galaxy S6 Edge. Tuy nhiên, không phải chỉ mình Samsung bổ sung thêm mẫu mới cho dòng flagship của mình. Apple cũng làm điều tương tự với một phiên bản được cho là iPhone X hay iPhone Pro. Vậy iPhone Pro có gì nè? iPhone Pro được tin rằng có màn hình OLED 5,8 inch và sở hữu cụm camera tốt nhất từng được biết trên một điện thoại cùng hàng loạt tính năng tối tân khác. Nếu điều này trở thành sự thật thì chúng ta sẽ có một chiếc iPhone cực kỳ mạnh mẽ và có giá bán cực kỳ đắt đỏ. Công ty nghiên cứu tài chính thị trường KGI cũng đưa ra dự báo Apple sẽ tiêu thụ 120 triệu đến 150 triệu mẫu iPhone 8 trước khi kết thúc năm 2017, qua đó vượt qua kỷ lục 110 triệu mẫu iPhone 6 được bán ra trước đó. Vậy chính xác thì hai mẫu flagship đến từ hai đối thủ lớn nhất của nhau sẽ sở hữu những tính năng gì và tương quan về cấu hình hai sản phẩm ra sao? Hãy phân tích kỹ hơn nào. Những thông tin có được về cấu hình trên iPhone 8 đến nay là có 3 phiên bản màn hình OLED cong kích thước 4,7 inch, 5,5 inch và 5,8 inch, độ phân giải 1920x1310. Bộ nhớ trong với 3 tùy chọn 32GB, 128GB và 256GB, CPU A11 thế hệ mới và 3 hoặc 4GB RAM. Camera trước 8MP, camera kép phía sau 12MP sở hữu chống rung quang học kép Dual OIS, khả năng quay video 4K. Các tính năng nổi bật khác như cảm biến mống mắt và sạc nhanh không dây. Còn tính đồn của S8 nói thiết bị sẽ có 3 phiên bản khác nhau có kích thước màn hình lần lượt là 5,1 inch, 5,5 inch, độ phân giải 2160x3840, một phiên bản 6,2 inch, độ phân giải 4K. Tất cả đều là màn hình cong, tấm nền Super AMOLED, bộ nhớ trong 64GB, hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng lên tới 256GB, sử dụng CPU Snapdragon 830 hay chip Exynos 8995. Riêng phiên bản 6,2 inch sẽ sử dụng Snapdragon 835 mới nhất của Qualcomm. Camera trước 12MP với lens góc rộng, camera kép phía sau 16MP với khả năng ổn định hình ảnh, quay video 4K, tính năng nổi bật, cảm biến mống mắt. Chắc hẳn chúng ta đều cảm thấy rất phấn khích trước những thông số khủng hay những tính năng cao cấp mà cả hai hãng công nghệ trang bị cho mẫu flagship năm nay của mình. Câu hỏi đặt ra là liệu ai sẽ nhỉnh hơn? Hãy tiếp tục so sánh cụ thể xem sao nhé! CPU Snapdragon 835 chưa được chính thức bán ra trên bất cứ mẫu điện thoại nào, nhưng điểm benchmark hiệu năng của nó đã được tìm thấy trên công cụ Geekbench với điểm số vượt trội khi so với CPU A10 Fusion trên iPhone 7 của Apple. Tuy nhiên, thế hệ tiếp theo của CPU A10 và con chip xử lý chuyển động M10 vẫn chưa được Apple hé lộ và hiện tại không có cách nào để so sánh trực tiếp hiệu năng giữa Snapdragon 835 được trang bị trên S8 và A11. Apple đang làm rất tốt trong việc phát triển vi xử lý của mình. Hai thế hệ CPU A9 và A10 đã có bước tiến ấn tượng khi liên tục cải thiện hiệu năng. Khả năng xử lý đồ họa cũng được nâng lên rõ rệt theo từng năm. Từ các tin đồn về mẫu iPhone Pro có màn hình độ phân giải cao cho thấy thế hệ vi xử lý A11 năm nay sẽ là thế hệ CPU có sức mạnh vượt xa nhiều lần so với các thế hệ cũ. Bổ sung thêm cho dự đoán này là việc công ty gia công chip
chip nổi tiếng TSMC cho biết hãng sẽ bắt đầu sản xuất lô vi xử lý A11 thế hệ mới cho Apple trên quy trình 10 nanomet vào đầu quý tháng 2017. TSMC cũng cho biết những vi xử lý được sản xuất trên quy trình 10 nanomet sẽ tăng 20% khả năng sức mạnh và tiết kiệm 40% năng lượng tiêu thụ khi so với thế hệ chip được sản xuất trên quy trình 16 nanomet. Ví dụ như thế hệ chip A10 Fusion có trong iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus. Nếu so về dung lượng RAM thì có lẽ Samsung sẽ cho Apple hít khói khi iPhone 8 được dự đoán vẫn sở hữu 3GB RAM. Mẫu iPhone X và iPhone Pro sẽ có 4GB RAM, trong khi dung lượng RAM thấp nhất ở S8 đã là 4GB, phiên bản S8 Plus sẽ có đến 6GB RAM. Samsung cũng chiếm ưu thế nếu so về dung lượng bộ nhớ trong. iPhone nhiều khả năng vẫn dùng chip tối đa 256GB, trong khi Samsung có bộ nhớ trong tương đương và thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài. Sau nhiều năm mang tiếng là kẻ đi sau thì cuối cùng Samsung cũng vươn lên là người đi trước và nhường lại vị trí cũ cho chính Apple khi rất nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng cuối cùng mẫu iPhone năm nay sẽ có màn hình cong, điều mà Samsung đã mang lên sản phẩm của mình từ rất lâu rồi. Tiếp đến là việc phiên bản iPhone Pro cũng sở hữu bút Pencil, tương tự như những gì có trên dòng Note của Samsung với cây bút S Pen nhiều năm nay. Độ phân giải màn hình cũng đáng được nhắc đến khi iPhone 8 nhiều khả năng sẽ sử dụng tấm nền màn hình độ phân giải 1920x1310, trong khi ở S8 Plus sẽ là 4K. Có vẻ như năm 2017 sẽ là một năm ấn tượng của Samsung khi hãng sẽ giới thiệu một chiếc Galaxy X với khả năng gập màn hình. Galaxy Note 8 vẫn được phát triển và tất nhiên là bộ đôi tiếp theo của S7 và S7 Edge. Tiếp tục với phần camera trong những năm trở lại đây là cả Samsung và Apple không ngừng cải tiến chất lượng hình ảnh cho cụm camera của mình. Và trong năm nay, iPhone 8 vẫn sẽ có phiên bản sử dụng camera kép. Khác ở chỗ là cả hai camera sẽ có chống rung quang học OIS thay vì chỉ một như trên 7 Plus. Hãng vẫn giữ truyền thống không chạy đua về số chấm, thay vào đó là cải thiện chất lượng hình ảnh và trải nghiệm người dùng. Camera trước vẫn chỉ 8MP và camera sau 12MP. Trong khi đó, S8 sẽ lần đầu sở hữu cụm camera kép với độ phân giải 16MP. Có tin đồn rằng hãng sẽ dùng cảm biến ảnh Sony IMX204 mới nhất hỗ trợ Dual ADC, Analog to Digital Converter. Tuy nhiên, điều này khó có khả năng thành hiện thực vì cụm cảm biến này khá lớn để nhét vào một chiếc điện thoại mà vẫn đảm bảo độ mỏng cần thiết. Camera trước vẫn duy trì ở độ phân giải 12MP. Tất nhiên là với mỗi năm, khả năng chụp thiếu sáng trên cụm camera của Samsung ngày một tốt hơn. Những tính năng đặc biệt có thể xuất hiện chung trên cả hai dòng thiết bị năm nay đó là khả năng sạc nhanh không dây Wireless Fast Charging, cảm biến móng mắt, màn hình OLED và nút Home được ẩn dưới màn hình. Đây là những tính năng định danh phân khúc cao cấp. Cuối cùng là một điểm thú vị khi Samsung sẽ áp dụng trí tuệ thông minh AI vào trợ lý ảo Bixby trên các phiên bản của S8. Đội ngũ phát triển Bixby chính là những người đã tạo nên trợ lý ảo Siri cho Apple. Đội ngũ này giờ đã thuộc biên chế của Samsung. Không biết là các bạn đã lựa chọn iPhone 8 hay S8 nhỉ? Riêng mình thì thấy S8 sẽ rất đẹp và mạnh mẽ, nhưng iPhone 8 cũng lôi cuốn và bí ẩn không kém. Càng so sánh thì càng không biết nên chọn bên nào. Vì năm nay là một năm rất đặc biệt với cả Apple lẫn Samsung, khi Apple kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời, còn Samsung cần một sản phẩm đủ hoàn hảo để quên đi cơn ác mộng Note 7. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Tech Menu của chúng tôi ngày hôm nay. Đừng quên nhấn nút like và subscribe cho chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.